Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh xin được hân hoan chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn sinh viên đã đến với đêm thi tốt nghiệp của tập thể lớp Trung cấp diễn viên cải lương K32 và lớp Cao đẳng diễn viên cải lương K11B. Và bây giờ là sự xuất hiện của các bạn sinh viên đến từ lớp diễn viên cải lương K32, sinh viên Ngọc Trinh, Thành Mộc và Vũ Linh. Tiếp theo là các bạn sinh viên đến từ lớp diễn viên cải lương K11B. Lời đầu tiên, cho phép Vi Lê thay mặt khoa kịch hát dân tộc gửi tới lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến những tình cảm nồng hậu mà quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên đã dành cho tập thể hai lớp trong suốt thời gian qua. Kính thưa quý vị, sau 3 năm học tập và rèn luyện, lớp Trung cấp Cải lương K32 dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cô Hồ Thị Hồng Thắm, lớp diễn viên cải lương K11B cô Võ Thị Thanh Hà được sự đồng ý của nhà trường, được sự hỗ trợ của các phòng ban và các khoa, thì hôm nay chúng tôi tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp trích đoạn cải lương, và đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt tại sân khấu Thế Giới Trẻ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến với đêm thi tốt nghiệp ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, hiệu trưởng cô Phan Thị Bích Hà. Thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú, phó hiệu trưởng thầy Nguyễn Xuân Dũng. Thầy Hoài Nam, trưởng phòng tổ chức. Thầy Phan Nhất Dũng, trưởng phòng quản lý học sinh sinh viên. Tiến sĩ nghệ thuật cô Trần Yến Chi, trưởng phòng đào tạo. Thạc sĩ trưởng khoa kịch hát dân tộc thầy Lê Nguyên Đạt. Nghệ sĩ ưu tú phó khoa kịch hát dân tộc thầy Văn Môn. Đạo diễn thầy Cao Tấn Lộc. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú thầy Xuân Quang. Viên môn vũ đạo thầy Phúc Tường, cùng sự có mặt của rất nhiều cô giáo và các bậc phụ huynh đã đến có mặt trong buổi thi ngày hôm nay, xin liên nhiên chào mừng. Sau đây xin mời thầy Phan Hoàng Thành, đại diện phòng đào tạo, lên đọc quyết định và công bố danh sách tốt nghiệp. Xin trân trọng kính mời thầy. Thưa quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên, sau đây tôi xin được đọc quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, số 81/QĐ-SKDA, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20/5/2015. Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định số 1597/QĐ-TTR ngày 13/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ quyết định số 537/QĐ-BVH-TTGL ngày 6/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định số 25 ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp. Xét đề nghị của Trường phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học, quyết định điều 1 thành lập hội đồng chấm thi tốt nghiệp năm 2015 cho 7 sinh viên lớp cao đẳng diễn viên cải lương K11B, giảng viên chủ nhiệm và hướng dẫn cô Võ Thị Thanh Hà, và 3 sinh viên lớp trung cấp diễn viên cải lương K32, giảng viên chủ nhiệm và hướng dẫn cô Hồ Thị Hồng Thắm. Thành phần gồm các bạn có tên sau:
1. Bà Phan Thị Bích Hà, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng. 2. Ông Lê Nguyên Đạt, Thạc sĩ nghệ thuật, Quyền trưởng khoa Thính hát nhà dân tộc, Trưởng ban chấm thi. 3. Bà Trần Yến Chi, Tiến sĩ nghệ thuật, Trưởng phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Ủy viên. 4. Ông Phạm Văn Môn, Nghệ sĩ ưu tú, Phó trưởng khoa Thính hát nhà dân tộc, Ủy viên. 5. Bà Nguyễn Thị Loan, Giảng viên khoa Thính hát nhà dân tộc, Ủy viên. 6. Bà Hồ Thị Hồng Thắm, Giảng viên hướng dẫn, Ủy viên. 7. Bà Võ Thị Thanh Hà, Giảng viên hướng dẫn, Ủy viên. Điều 2. Nhiệm vụ và cách thức làm việc của Hội đồng chấm thi tốt nghiệp được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Điều 3. Các ông bà trưởng phòng khoa ban liên quan của trường Đại học Sư phạm TP HCM và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Điều trưởng Phan Thị Bích Hà đã ký. Kính thưa quý vị, trong suốt khoảng thời gian học tập, người mà sinh viên của chúng ta luôn nhớ tới nhất đó là phải kể đến giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Và bây giờ tôi xin mời cô Hồ Thị Hồng Thắm và cô Võ Thị Thanh Hà bước lên sân khấu ạ. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng cô Phan Thị Bích Hà. Chưa sang một mùa thi, đã nghe về từng tiếng thầy bao nơi rất đẹp, nhưng cùng lắm gian nan, dây không nhưng mà những chàng vỗ tay nhiệt tình của tất cả quý vị đâu ạ? Con bước hoàng vai hiên, thầy chịu rất vinh yêu. Xin trân trọng cảm ơn cô. Cô ơi, trong giờ phút rất là trân trọng này thì cô có thể phát biểu cảm nghĩ của mình về những đứa học trò rất là nhỏ bé của mình được không ạ? Lời nói đầu tiên cho tôi xin gửi đến toàn thể quý thầy cô cùng tất cả các vị phụ huynh cùng quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn sinh viên có mặt buổi tối ngày hôm nay để chào thân thương nhất. Kính thưa các quý vị, mời em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đến với trường Đại học Khoa, một đoạn đường rất là gian nan, rất là vất vả. Bởi vì đối với các em thì biết nghệ thuật cải lương, yêu mến nghệ thuật cải lương, nhưng các em đến với nghệ thuật cải lương hoàn toàn không quen biết. Cái chữ quen biết ở đây tôi muốn nói là các em yêu nghệ thuật cải lương nhưng các em chưa quen với bài ca vọng cổ, chưa quen với làn điệu của cải lương, nhưng các em yêu mến và các em đến với nhà trường, đến với khoa bằng tất cả cái tấm lòng yêu mến của mình. Cho nên trong quá trình học và rèn luyện ở đây suốt 3 năm, kể cả việc dạy và học, các em gặp rất nhiều khó khăn. Có những lúc tưởng chừng như tôi và các em phải dừng lại bởi vì những bài tập, những yêu cầu về chuyên môn tưởng chừng như khó khăn và không thể vượt qua được. Nhưng đổi lại việc đó, các em đã đem lòng đam mê của mình, đem sự yêu mến của mình với bộ môn nghệ thuật cải lương, và các em đã vượt qua nó bằng tất cả sự khó khăn, bằng những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, kể cả những giọt máu rơi trên sàn tập để có được ngày tốt nghiệp ngày hôm nay. Tuy là nói như vậy, nhưng trong đêm báo cáo ngày hôm nay, chắc chắn rằng các em sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn và sẽ có rất nhiều những sai sót. Tôi và các em mong nhận được sự nhận xét, đóng góp của các bậc phụ huynh, các quý vị, các thầy cô để cho các em có thêm những kinh nghiệm để bước tiếp trong con đường nghệ thuật sắp tới. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Với tình hình báo cáo tốt nghiệp được diễn ra, cho tôi thay mặt các em học sinh của mình, cho tôi thay mặt khoa, thay mặt nhà trường, cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh có mặt trong ngày hôm nay, những người đã và giúp chúng tôi có nghị lực cũng như giúp cho các em học sinh vượt qua được tất cả những khó khăn để đi với chúng tôi trong suốt 3 năm học. Cho tôi xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh rất nhiều. Về phía nhà trường, cho tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị thầy cô trong các phòng ban đã hỗ trợ các em trong 3 năm học vừa qua. Nhờ đó mà các em có được những phòng tập, có được những giờ học nghiêm túc và vượt qua được tất cả những khó khăn mà mình phải trải qua trong đoạn đường học. Cho tôi xin cảm ơn rất nhiều. Về phía sân khấu, cho tôi xin cảm ơn các bạn ở tổ âm thanh ánh sáng đã nhiệt tình phục vụ cho các em trong 2 ngày hôm nay. Về phía khoa,
cho tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị trong tổ nhạc, cô Bảo Khanh, anh Thanh Long, anh Trọng Trí, anh Quân, anh Tiến, tất cả những người đã dìu dắt và đàn cho các em trong suốt 3 năm học, không kể ngày nghỉ hay ngày lễ, cũng như là ban ngày hay ban đêm, lúc nào chúng tôi cần, lúc nào các em cần thì các thầy cô cũng luôn luôn có mặt và hỗ trợ cho các em. Một lần nữa xin nhận ở tôi tấm lòng biết ơn này, xin chân thành cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Một người nữa tôi muốn cảm ơn đó là thầy Lê Huy Đạt, một người anh, một người thầy, một người mà đã dìu dắt kể cả tôi và các học sinh của mình trong suốt quá trình 3 năm học. Bất cứ lúc nào chúng tôi cần, luôn luôn có mặt thầy. Bất cứ lúc nào chúng tôi gặp khó khăn, luôn luôn có mặt thầy. Cho tôi, cho em, một đứa em gái nhỏ trong khoa, gửi đến anh một lời cảm ơn chân thành nhất. Xin cảm ơn anh, thầy. Lời cảm ơn cuối cùng tôi muốn nói là cho cô xin cảm ơn tất cả tụi con, những người đã đi với cô trong suốt 3 năm học. Cho cô cảm ơn tụi con đã tin tưởng cô, tin tưởng các thầy cô trong khoa và đi với cô được 3 năm và giữ vững cái vị trí của mình, làm tròn cái nhiệm vụ sinh viên của mình để có đủ tư cách đứng đây làm một sinh viên tốt nghiệp trong đêm hôm nay. Cô xin chân thành cảm ơn tụi con rất nhiều. Và trước khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, cho tôi xin đại diện học sinh của mình kính mời cô Kim Loan, thầy Lê Nguyên Đạt, nghệ sĩ ưu tú thầy Xuân Quang, thầy Thanh Sơn và thầy Thanh Long bước lên sân khấu. Đây là những người thầy đã theo các em 3 năm giảng dạy để các em có được ngày hôm nay, để mời các thầy lên đây để các em bày tỏ lòng biết ơn của mình. Xin kính mời các thầy bước lên sân khấu. Cô mời tụi con hãy bày tỏ lời của mình và những việc của con đang chuẩn bị. Có lẽ là do em dẫn chương trình cũng hơi run trong cái không khí trang trọng này mà quên giới thiệu một người cô. Mà không có cái người cô này thì có lẽ là không có hát được, không có làm cải lương được. Xin giới thiệu cô Kim Loan, cũng là một người thầy của tôi và là thầy trực tiếp của các em trong 3 năm học, trưởng bộ môn ca cổ, một trong các em. Và một lời tri ân đến trực tiếp và đại diện khoa đến ban giám hiệu. Trực tiếp đó là cô Bích Hà, người cũng đã sát cánh với khoa, luôn luôn tạo điều kiện và đặc biệt trong trường này chỉ có khoa cảnh sát dân tộc là được hỗ trợ kinh phí cho buổi thi tốt nghiệp hôm nay. Xin cảm ơn. Với trích đoạn Hoa Đất, tác giả Nguyễn Quốc Văn, chuyển thể Kim Phương. Bài thi của em Thanh Mộng, giai bà Năm và phần phụ diễn Duy Tân, giai Phương. Bây giờ trích đoạn xin được phép bắt đầu. Được nè. Đó này. Cháu má đẹp trai à.
hoài, có hai ngày cứ chạy theo con phèn con mực gì của nhà bà Tám hoài. Riết hết xin ơi, trời đất ơi, hết cho bơi sao mày nhầm con mé má mày bơi vậy? Mày không đi hả? Mèn ơi, biết né nữa ha. À, giỏi, chứ không là u đầu tới cha bay rồi đó. À, đi đi con. Trời ơi, hết chỗ bơi sao đó mà nó nhầm ngay cái bưởng mía của mình mà nó bơi vậy nè. Trời ơi, mà nó lỡ mà nó chấp cái gốc lên nó chết, không biết làm sao luôn đó. Thằng Hậu nó ưa mía lắm nghe. Nó về mà nó thấy vậy nè, chắc là nó mừng dữ lắm ta ơi. Dài. Sao tự nhiên cái dai của mình nó nhức dữ vậy ta? Chắc là tại mấy con gà nè. Một tổ cha tụi bay. Đối thừa mấy con gà tội nghiệp, mình cũng bị nhức dai hoài chứ gì. Nãy giờ là bận lưu bu chăm sóc mấy người mộ mấy đứa nhỏ. Cái tôi quên rót trà cho ông uống. Bị lắm như già rồi nó lẩm cẩm. Nói đây cái quên đó, nói trước cái quên sau ổng ơi. Bữa nay á, ông yên tâm đi nghe, trà thiệt đó, ngon lắm. Chứ không phải vừa hồi bữa đâu nghe. Bữa không biết sao mà bị gì mà tôi rót trà cho ông mà tôi nhầm ngay cái bữa mía. Ê, lộn, tôi nhầm ngay cái chai nước mắm. Tôi rót, chắc là mặn lắm ha ông. Bữa nay ông yên tâm đi, nếu như mà không phải mà trà thiệt á, ông tính cái gì là tôi cũng chiều cho ông, chiều ông luôn đó. Trời ơi nóng quá. Ê, trời ơi ông ơi coi chừng phỏng miệng đó. Trời ơi hay da, phỏng cái mỏ tôi rồi. Ông biết không, mấy bữa rày thời tiết nó cứ thay đổi thất thường bởi vậy nó hành cái bả vai tôi nhức quá trời. Cũng may nghe, con Hạnh nó gửi cho tôi được cặp dầu nóng để dành bóp da vậy mà nó đỡ biết bao nhiêu nói. Con Hạnh á, nó cứ biểu tôi dọn đồ lên tỉnh ở với nó cho tiện bề chăm sóc, mà tôi không có chịu đi. Vậy chứ ông nghĩ coi, đi làm sao mà đi được hả ông? Làm sớm quê hương mình với biết bao kỷ niệm của một thời chiến tranh gian khổ, biết bao nhiêu là đồng chí đồng đội đã nằm. Trong đó có ông thằng Hiếu, vợ chồng Út Trâm, thằng Hảo. Tôi đã gom hết về đây. Ông có còn nhớ không nghe? Chứ
tôi nhớ hoài. Thằng Hậu á là cái thằng hay khóc nhè, mà cứ mà mỗi lần mà nó khóc á, thầy dỗ cỡ nào nó cũng không có chịu nín đâu nghe. Vậy đó, khi mà nó nghe tôi hát cái là nó nín liền à. Dạ, tại con gặp em Hạnh ở Hà Nội á má. Em Hạnh được cử ra Hà Nội học, rồi con mới biết má ở đây đó. Mẹ ơi, con Hạnh được cử ra Hà Nội học. Dạ. Vậy mà nó không báo tin cho má biết má mừng nha con. Con này coi vậy mà nó tệ hết sức. À, má à, con quên nữa. À, em Hạnh con gửi cho má chai dầu nè má. Mẹ ơi, sướng vậy hả? Dạ. Con Hạnh này gửi dầu cho má lắm nghe con. Má ơi, dạo này cánh tay của má còn nhức không má? Dạo này thời tiết nó cứ thay đổi thất thường đó con. Bởi vậy thành cái bả vai của má này nó nhức quá. À, Phương à. Dạ. Sao con về có một mình vậy? Còn thằng Hậu đâu? Nó có về với con không? À má à. Má biết rồi, chắc là nó trốn má ở đâu đây nè. Để má vô má kêu nó. Má ơi. Hậu ơi. Hậu à, ra đây đi con. Trời ơi, lớn già cái đầu rồi mà còn trốn hả? Bay đó nha, nó đánh đòn bay à. Phương. Dạ 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 dạ. Sao con về có mình dạ, còn thằng Hậu đâu má không thấy con? À má ơi, má, con thấy cái bụi mía má trồng tốt quá hả má? Cha mày, má nói thằng Hậu chứ đâu có nói bụi mía. Sao? Con về có một mình vậy? Dạ, tại thằng Hậu nó. À, má biết rồi. Chắc là nó bận công tác phải không con? Bởi vậy nên nó mới không về thăm má phải không? Dạ. Vậy nó có nhắn gửi gì cho má không? Có viết thư gì cho má không con? À, có thư má à. Trời ơi, vậy mà nãy giờ. Dạ, má. Ủa, thư của con Hạnh mà con? Dạ, thư của em Hạnh. Thôi kệ, thư của con Hạnh cũng được. Để coi nó viết gì trong đây. Má kính yêu của con nhớ má lắm. Vết thương của má còn đau nhức nữa không? Đêm về má nhớ mặc thêm áo ấm ngang má. Trời ơi, cái con nhỏ này thiệt tình á, mình già cỡ này rồi nè mà nó còn nhắc mình từng chút một à. Ước gì giờ này con được ở bên má để cùng được khóc với má. Trời ơi, thân cỡ đó rồi đó mà còn nhõng nhẽo nữa.
coi coi. Con được biết tin khi vừa ra tới Hà Nội, nhưng con không dám báo cho má hai vì sợ má không chịu nổi vết thương. Không chịu nổi vết thương lần thứ ba này, má hãy tự hào trước sự hy sinh của anh. Má ơi, má có sao không má? Má, má biết không, đêm 29 rạng sáng 30 tháng 4, do có nhiệm vụ đặc biệt, bộ chỉ huy yêu cầu toàn nghĩa một phải đánh phá những đài phát thanh của địch. Con và Hậu cũng có trong trận chiến này. Khi trận chiến diễn ra quyết liệt thì bất ngờ con ấy còn bao lao thẳng vào hang ổ của địch và một tiếng nổ vang lên. Dù xe tan cả lòng ngực, trước khi nhắm mắt hy sinh, Hậu nó còn thì thầm bên tai của con và nói rằng: hãy quay về tìm gặp má tao, nói rằng tao là đứa con ngoan, về quân thù giải phóng cho quê hương, rồi Hậu hy sinh và dình chiến ra đi. Má, đây là kỷ vật của Hậu còn để lại. Không nói một lời để
gần bận tâm trong đó. Làm con ấm lại
đậm sâu. Trích đoạn Chiếc bóng oan khiên, tác giả Doãn Hoàng Giang, Hoàng Sông Diệp. Bài thi của hai em Vũ Linh trong vai Trịnh Lan, Ngọc Trinh trong vai Mai Hương và phần của diễn phụ diễn Ngọc Quyền trong vai Trịnh Đồng. Trích đoạn Chiếc bóng oan khiên xin được phép bắt đầu. Con ngoan, con đợi mẹ một chút nghe. Dạ.
Yeah,
Chưa muốn ăn lúc này, nhưng có chuyện này.
tống hối nàng. Có chuyện gì vậy chàng? Những ngày mà ta không có ở nhà, ai đã đến đây cùng với nàng? Kìa, Trịnh Lan, sao chàng nói như vậy? Ta hỏi nàng một lần nữa, những ngày mà ta không có ở nhà, ai đã đến đây cùng với nàng? Trịnh Lan à, đâu có ai đâu, thế chỉ có mình chàng mà thôi à. Nàng trả lời đi. Trịnh Lan, chàng không tin thiếu hay sao? Em chỉ một lòng một dạ với chàng mà thôi, Trịnh Lan. Thôi, cô hãy cầm đi cái đồ đắng đồng trang hoa, không khéo lấp che quân phản bội đê hè. Những tháng năm tôi đi xa vắng, thằng nào đêm đêm thường lén lúc tới đây. Trinh Lan ơi, em không hiểu là anh nói gì. Còn không hiểu cô đã có một gã tình nhân, đêm nào cũng hẹn hò vui với nhau. Trời ơi, sao em nói chuyện chỉ đặt bài? Đặt bài à, chính lỗ tai này nghe con trẻ nói ra. Thì đã trong những ngày tôi quên mình nơi chiến trường, còn nàng ở nhà thì phản bội ta. Nàng ơi, trời nói vậy là quên cho em rồi. Quên à? Nàng không nhớ câu ra ngõ hỏi già, về nhà hỏi trẻ hay sao? Ta gọi con lại đi với cha, nó nói là cha nó đêm đêm mới về, kẻ đó là ai? Sao nhân tâm so tình trong tâm.
trong lòng dư dả, chăm sóc con khờ thương đôi bóng chân thương. Giờ chưa tao cũng đến mọi niềm ly, em đừng mòn trời mây che mắt quyền. Tiếng giặc kêu sưng đau nhận biết làm giá
trời gió giông hay tiếng lòng ca phổ cho đến ngàn năm chưa dứt lệ. Quá luôn đó.
chư phải không? Kèo. Mới lên tới.